Thác Bản Dốc, Cao Bằng, Việt Nam. Thác Bản Dốc là thác nước tự nhiên lớn nhất Đông Nam Á, nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ và vẫn giữ nguyên được nét đẹp hoang sơ mà tạo hóa ban tặng. Bây giờ mời các bạn cùng với Vân Thắng tới cuộc hành trình đi thăm Thác Bản Dốc. À thế à? Thế thác Bản Dốc có đẹp không? Ở đây thác Bản Dốc của nước nào đấy? Của nước Trung Quốc. À, thế có phải của Việt Nam không? Không. À, thế bạn đi cùng với ai nhỉ? Quê thì nó đói thì mình lấy tiền. Đi cùng với rất nhiều. Ở đây bố vào bất cứ một cửa hàng. À thế theo bạn thác Bản Dốc màu gì? Thác Bản Dốc màu gì? Thác Bản Dốc này đây, thác đây theo theo bạn là nó màu gì đấy? Trái cây. À, không phải đâu, thác Bản Dốc theo tôi là màu trắng bạc đấy. À thế theo bạn thì thác Bản Dốc của nước nào? Thác Bản Dốc của nước mình. Nước mình là nước nào? Nước Việt Nam. Đúng rồi, con nói Việt Nam vô địch đi. Việt Nam vô địch nào? Con lấy Việt Nam vô địch, mẹ nghe xem nào. Thác Bản Dốc nằm ở địa phận xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Thác có độ cao trên 30m với những khối nước lớn đổ xuống qua nhiều bậc đá vôi. Vẻ đẹp của thác vào những mùa khác nhau sẽ rất khác nhau. Thác Bản Dốc cách Hà Nội khoảng 400km. Bạn có thể lựa chọn đi thác Bản Dốc bằng xe máy, xe khách, xe ô tô riêng hoặc Shuttlebus. Vân Thắng đã chọn lựa chọn đó là xe khách. Thế nên đường đi khá là vất vả và bạn ấy đã bị say mấy lần đấy. Nhưng không sao hết, khi đến nơi các bạn vẫn rất là khỏe mạnh và vui sướng. Mùa mưa, thác có màu hồng của phù sa với những đụ nước rất lớn đổ xuống. Thác giống như một con rồng cuồn cuộn, bọt trắng xạ, bắn xa cả 100m. Mùa lúa chín, nước trong veo mềm mại như tóc tiên. Vào mùa thu, hai bên bờ là những thảm cỏ và rừng xanh tương phản. Cứ đến màu nước thác Bản Dốc xanh như ngọc như các bạn thấy trên video. Bên cạnh đó, địa thế có 102 cũng là yếu tố khiến thác Bản Dốc trở nên đặc biệt hơn so với vô số những con thác lớn nhỏ nằm dài rác khắp mảnh đất hình chữ S Việt Nam của chúng ta. Thác nằm ngay ở trên đường biên giới của Việt Nam và Trung Quốc và được xem là thác nước xuyên quốc gia lớn thứ tư trên thế giới, chỉ sau một số thác ví dụ như Nicaragua nằm ở giữa Canada và Mỹ. Thực tế thì bạn chẳng phải lo ngại gì đến việc phải đi du lịch thác Bản Dốc vào mùa nào trong năm để có thể ngắm nhìn thác Bản Dốc một cách đẹp nhất, bởi thác Bản Dốc vào mùa nào mang trong nó một vẻ đẹp đặc trưng, rất quyến rũ. Vào mùa khô, tức là từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau, thác Bản Dốc mang nét đẹp nhẹ nhàng thanh tao như nàng tiên giáng trần. Còn e ngại trước cảnh sắc đời trần làm là nước trong mát vào mùa hè của thác Bản Dốc khiến bạn muốn thả mình và hòa quyện vào đó. Các bạn có thể selfie rất là nhiều hình ảnh đẹp ở thác Bản Dốc. Hãy đến và trải nghiệm một lần thác Bản Dốc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đăng ký ủng hộ kênh.